Hãng xe Toyota vừa công bố lợi nhuận ròng quý 2 tăng mạnh, đạt mức kỷ lục nhờ chính sách cắt giảm chi phí và đồng yên yếu. Toyota Motor vừa công bố lợi nhuận ròng quý 2 ngày hôm qua với mức tăng kỷ lục gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh số toàn cầu của hãng giảm 0,4%. Nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí và đồng yên giảm giá đã giúp sản phẩm của Toyota mang tính cạnh tranh hơn trên thị trường. Sau báo cáo doanh số nửa đầu năm 2015, Volkswagen đã vượt mặt Toyota trở thành hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Nguyên nhân một phần là do Toyota không đáp ứng kịp nhu cầu của xe SUV ở thị trường Trung Quốc, nhưng doanh số bán xe compact vẫn tăng 10% trong năm nay. Mặc dù kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức chậm nhất trong vòng 3 năm, nhưng Toyota nói việc này không ảnh hưởng mạnh đến doanh số bán ô tô. Hãng vẫn sẽ tiếp tục mở thêm một dây chuyền sản xuất mới ở Thiên Tân, Trung Quốc và giữ nguyên mức dự báo lợi nhuận năm nay.